Dạ, thưa thầy, con không có mở camera được ạ. Rồi, đại chúng con nghĩ con giới thiệu về con một chút cho mọi người biết nếu mà không thấy mặt. Dạ thưa thầy, con là đại chúng, con tên là Trần Thị Tô Hằng ạ. Thì con cũng có học về Phật Pháp. Thì con có quen một anh. Thì anh đó là không có tin nhân quả. Và con suy nghĩ là con không biết có nên lấy người đó hay không. Thì theo kinh con được học đó, thì Phật có bảo là hãy tránh xa kẻ ác. Kẻ ác là người không sợ nhân quả. Dạ vâng, con xin hỏi cái vấn đề đó. Với lại con xin hỏi thêm một điều nữa là con đã tạo nghiệp gì mà nhận cái nhân và quả này, làm sao để đối nghiệp và giải nghiệp ạ? Dạ, con xin cảm ơn. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi của con á, là con sắp lấy chồng và con nhìn thấy những cái điều ở người chồng sắp cưới của mình. Bằng cái trí tuệ học Phật, con thấy cái điều thứ nhất là anh ta không có tin vào Phật Pháp và nhân quả, mà anh ta tin vào khoa học nhiều hơn. Nghe thầy nói nha, bởi vì tin vào nhân quả hay tin vào khoa học cũng đều là tin. Mà đạo Phật là không phải đến để tin, mà Ehi Basiko đến để thấy. Khi mà mình chưa thấy cho nên mình mới tin. Cho nên con khoa học hay là nhân quả vì chưa thấy cho nên mới tin. Trong bàn tay của thầy mà thầy nói là có cái gì hay là không có cái gì, thì bởi vì con không thấy nên con không tin. Còn khi con thấy thì con không nói con tin mà con nói con thấy. Cho nên mình chưa thấy cũng giống như họ mà thôi. Có điều một chút may mắn thì mình tin vào cái thứ mà nó có phải làm cho mình tự tin là nó chánh pháp hơn. Chứ mình chưa chắc đó là chánh pháp. Bởi vì mình không tin. Mình tin chứ mình chưa thấy. Phải xác định như vậy. Mình còn buồn, còn giận, còn vui, còn mừng, còn hớn hở khi được, khi mất cái này cái kia không? Con còn không con? Dạ, khi mà con tiếp nhận điều này á, thì lúc đầu con cũng có buồn. Không, nhưng mà sau trong cuộc sống hàng ngày á, thì mình được cái gì đó mình vui, và mình mất cái gì đó mình buồn không? Còn không? Dạ vâng, con vẫn còn. Dạ còn. Khi mà mình còn á, thì chứng tỏ là mình chưa có thực sự tin nhân quả. Mà nếu mình tin nhân quả thì nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, có gì đâu vui buồn. Đó là Đức Phật nói đến để thấy chứ phải đến để tin. Vì mình chưa có thấy cho nên mình tin, cho nên tất cả những cái gì mà do mình thấy nó mới làm cho mình hết khổ hết vui á. Thì mình chưa có thấy được cho nên mình vẫn còn thấy khổ vui. Tức là mình chưa có thấy cho nên mình còn tin là nó ở cái chỗ. Mình chưa có thấy bằng mắt của chính mình. Mình lấy cái giáo lý của Phật dạy cho nên mình thành thật mình nói là mình tin. Khi mình tin đó thì hay mình không tin gì á, nó không có giúp cho mình thấy được gần hơn cái sự thật. Cái sự thật đối với người tin hay không tin nó còn ở xa lắm. Cho nên Phật mới dạy trong Kesa Mutti Sutta Aṅguttara Nikāya 365 là Attanava Janen Jatha, tức là tự mình biết, chứ không phải là tin. Cho nên mình tin đó, thì mình cũng phải tin niềm, mình cũng phải tôn trọng niềm tin của họ. Mình tin nhân quả dĩ nhiên là tốt, nhưng cái tốt của mình không nên là tiêu chuẩn cho họ. Bởi vì như thế là mình áp đặt. Và cái chưa tốt của họ không nên làm mình muộn phiền, mà để cho mình để cho mình phải chỉ trích, phải hơn thua, mà là để cho mình làm sao lớn lên cái tấm lòng rộng lượng, học có cách chấp nhận và bao dung. Nhanh con. Cái thứ hai con hỏi á, trong câu hỏi là anh ta hay nóng giận, hoặc là anh ta hay buông lời với những người khác mà không có đáng gì, mà con đã nhắc nhở mà anh ta vẫn cho anh ta đúng. Để mình không đúng là mình đâu có bao giờ giận. Quý vị nghe câu này của con, quý vị đồng ý không? Mình không đúng là không bao giờ mình giận. Mình chỉ giận khi mà mình nghĩ rằng mình đúng. Để ý đi ha. Cho nên anh ta mà giận á, là anh ta đúng anh ta mới giận. Anh ta không có đúng anh ta không có giận đâu. Cho nên khi mà con nói anh ta cho mình đúng là khi anh ta giận là điều đó hiển nhiên rồi. Con có nói thì con nói, cái lúc anh ta không còn giận nữa là anh ta tự biết, lúc đó khỏi cần con nói. Lúc đó anh ta biết anh ta sai. Mà khi con cố giải thích cho anh ta sai mà cái lúc anh ta đang giận á, thì không bao giờ hiệu quả. Vì mình là mình sai, mình đâu có quyền giận ai. Mình biết, mình nghĩ mình đúng, mình muốn giận người khác. Mình biết mình sai, mình giận ai không? Không. Nhưng cái điều á là cái đúng của cái tôi á, chứ không phải là cái đúng của thực tại. Mà cái đúng của cái tôi đó, mà cái tôi thì bao giờ nó cũng đúng, mà cái đúng của cái tôi thì bao giờ nó cũng mang đến đau khổ cho bản thân nó và cho người khác. Bởi vì cái tôi là một bóng tối, mà chỗ nào có bóng tối là chỗ đó có rắc rối, có đau thương. Cái tôi là một loại bóng tối lớn nhất, nó sinh ra tất cả những bóng tối khác, tất cả những cái rắc rối dây mơ rễ mái khác. Bóng tối thì nó sinh ra tham, sân, si và đau khổ. Còn cái tôi không nè, bây giờ con còn có tôi không? Thầy con này con còn không? Dạ, mình con nghĩ là chưa thoát được đâu. Dạ, à, đúng còn. Chính xác, chưa thoát được đâu. Dạ. Sao mình biết mình còn? Là bởi vì mình tham, mình còn tham sân si và mình còn đau khổ. Mình còn mà mình còn mà sao mình không thấy mà mình đi thấy ở họ? À, đây cũng là cái nghiệp của mình. Cho nên Đức Phật dạy là Saddasam Vichatam Anesh Atanamno Atano Banya Udasam. Trong đó Pháp Cú 252 Đức Phật dạy là dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình rất khó thấy. Lỗi người thì ta phân tiền như là sàn trấu trong gạo, còn lỗi của mình thì che đậy như kẻ gian giấu bài. Ai mà thấy lỗi người thường sanh lòng chỉ trích, mà người ấy lậu hoặc chỉ có tăng thôi chứ chưa bao giờ là giảm. Mà mình không phải mình bỏ ảnh là bởi vì ảnh tệ, mà bởi vì mình thấy mình cũng không có khác gì ảnh và mình ở chung này khó lòng mà hạnh phúc. Cái thứ ba, cái ý ông hỏi là ảnh với ba ảnh bằng mặt do không bằng lòng. Anh không có đặt chữ hiếu lên hàng đầu, nên đây là lý do mà con không có muốn lấy ảnh làm chồng. Thì nói con nghe, có ba cấp độ báo hiếu. Tiểu hiếu là lo cho cái thân này, trung hiếu là lo cho cái thân và lo cho tinh thần, gồm cả danh dự và niềm vui. Đại hiếu là lo cho cả thân, tâm và cả tâm linh giải thoát. Đặt chữ hiếu lên hàng đầu là đại hiếu. Bây giờ con đi tu chưa? Con đi tu không? Con không đi tu á, tại con còn muốn ở ngoài đời tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ không phải là lo tâm linh của cha mẹ, thì con có là đặt chữ hiếu lên hàng đầu chưa? Con có đặt cái sự giải thoát của cha mẹ mình lên hàng đầu chưa? Nếu chưa thì con cũng chưa giống như anh ấy đặt chữ hiếu lên hàng đầu, mà mình đang đặt chữ hiếu dưới đầu mình. Thầy nói con nghe, đời này không có mấy người nào thực sự tin nhân quả bằng cái trí tuệ thực sự ở đó, rất ít. Mình cũng là trong số đó. Có mấy người đàn ông mà không tin vào khoa học đó, có mấy người đàn ông mà ít nóng giận, có mấy người đàn ông mà đặt chữ hiếu lên đầu. Thế này là thế gian chứ không phải thế ngay. Là bản thân mình là mình cảm nhận điều này rõ ràng nhất, là bởi vì trong lòng mình cũng có nhiều cái nó cũng bất chính, nó cũng bất tịnh, nó cũng bất toàn bất hảo. Bản thân của thế này nó không có gian hay ngay gì hết trơn á. Gian hay ngay là do cái tâm của người, chứ không thế này nó không có gian hay ngay tự thân nó. Tâm mình ngay thì thế này ngay, mà tâm này gian là thế này gian. Vì vậy mà khi cái thế mà nó gian á, là do cái tâm mà nó chưa ngay, chứ đừng có đổ thừa là cái tâm mình nó ngay rồi mà thế này nó chưa ngay, không có cái lý đó. Vậy nên lo tâm của mình nó ngay hơn là lo cái thế này nó ngay. Mình chọn cái nào? Mình lo cái tâm mình nó ngay, chứ cái thế này nó ngay không thì kệ nó nữa. Mà cái người hay nói cái thế này mà nó chưa ngay á, là biết người đó cái tâm họ nó còn gian. Nên sống ở đời á thì đừng có trở nên hoàn hảo, trở nên tốt hơn thôi là được rồi. Nhưng mà tốt hơn không phải là mình so sánh mình với người khác, mà mình so sánh với chính mình hôm qua. Nếu mình thấy mình cao hơn đời á, thì tốt nhất là mình chỉ nên có hai lựa chọn, hoặc là né đời xuất gia đi tu, hoặc ơn mình để thăng tiến trí tuệ cho mình. Hai là phải chọn từ bi độ lượng mà ở với đời để độ đời. Đó là lựa chọn ngay từ đầu. Bây giờ con muốn sao? Con muốn đi tu không? Chưa chắc. Con muốn ngoài đời vừa tu vừa lấy chồng, nhưng mà đời á thì con biết rồi đó, thì con phải lấy cái từ bi mà ở, chứ không phải lấy cái cầu toàn mà ở. Chắc chắn con sẽ ở giá. Đừng ở với kẻ mù. Thà đi một mình, làm sao biết đó là kẻ mù? Vì không mù sao đi với mình? Bởi vì họ không mù mà họ tới đi với mình à. Đấy, vì mình cũng nhào vô họ, nhưng họ cũng nhào vô mình. Cho nên hai cái mù nhào vô nhau, mình vẫn vượt mình. Nếu như hai người mù mà đi chung thì phải chấp nhận là có một ngày sẽ lao xuống hố, giảm gai tai nạn. Nhưng chấp nhận nó mà sống thôi, chứ mù thì không hoàn hảo được. Cái lý do mà để hai người mù thích đi với nhau là vì nghiệp của đời trước kéo mình đi. Nhưng mà cũng do cái phần lớn là cái lãng mạn của tình yêu của kiếp này. Nếu mình vững chãi được, không có bị cái lãng mạn tình yêu lôi kéo, thì mình có thể chọn lựa con à. Nhưng mà khi mình chọn lựa thì nói vậy chứ không phải mình chọn được cái nghiệp đâu. Chỉ có điều mình có cái chánh kiến một chút, tức là mình chọn cái tình yêu đẹp lãng mạn thì chỗ nào mà có cái cầu vồng á thì cái chỗ đó có trận mưa, không mưa sao ra cầu vồng được. Cho nên cái gia đình mà nó hạnh phúc thì trong đó nó trải qua rất là nhiều đau khổ rồi. Nếu thử một phen chưa thấm lạnh thì hoa mai nó dễ ngát mùi hương. Nếu mà mình thích đó hoa hồng tươi nhưng mà mình không chịu chấp nhận gai nhọn, đó chính là cái khổ của tình yêu. Cho nên con phải chấp nhận luôn. Khi mà con muốn thương yêu, lấy chồng, hạnh phúc trên đôi lứa thì con phải chấp nhận ở trong đó có mưa, trong đó có gai, ở trong cái cầu vồng và trong cái hoa hồng. Khổ đau là chắc chắn và phải chấp nhận bằng cái chánh kiến ngay từ đầu. Chừng nào mà mình chưa có chấp nhận được cái điều khó thương của người mình thương thì mình chưa thật sự thương ai hết trơn. Thương yêu thật sự thì chấp nhận cái sự khác biệt để cùng nhau tiến. Còn hưởng thụ nó khác lắm. Hưởng thụ đó là một sự đòi hỏi, một cái sự hoàn hảo để thỏa mãn nhau, dù đó là thân xác hay là sự cầu, hay là cái cách sống của cái đối phương. Thương ngày một nhiều thì bớt đi cái tôi và bớt đi lòng tham đòi hỏi của đối phương. Bớt đi cái tôi thì kính nhau, bớt đi đòi hỏi thì lắng nghe nhau. Mà hưởng thụ thì ngày một đòi hỏi và ràng buộc, mà đòi hỏi trở nên bất lộ và cố chấp, còn ràng buộc thì trở nên sao? Càng dở, vô lý và quá đáng. Cho nên người ta nói thương nhau và trái áo cũng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Nhưng mà thực tế thì khi mê, khi thương, khi yêu thì trái áo nó cũng tròn. Thì con chọn cái nào? Khi thương, khi mê, khi yêu, con chọn cái từ nào là đúng nhất? Không phải là thương, không phải là yêu đâu, mà là mê. Thì khi mình mê là trái ấu nó tròn, trái ấu thì trái ấu sao tròn được? Cho nên khi tỉnh thì sao? Cái trái nậu ra trái đó. Mà khi mê thì trái ấu nó cũng giống như cái trái bồ hòn, nhưng mà khi tỉnh rồi thì trái nậu ra trái đó. Cho nên là lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Bây giờ con muốn lấy người đó nữa không? Con nói cho thầy và đại chúng nghe. Hả? Bây giờ con muốn lấy người đó nữa không? Dạ thưa thầy là con suy nghĩ là con không có thật ra là con cũng không phải là người tốt, vì con còn phạm rất là nhiều sai lầm. Nhưng mà ấy là con vẫn trên con đường tu tập. Dạ con đang trên đường tu tập thì con muốn là người đồng hành cùng con cũng đi trên con đường tu tập, như vậy thì sẽ chung một con đường. Còn nếu như mà con chọn anh đó thì hai bên sẽ có hai con đường khác nhau, thì con sẽ dễ bị gọi là gần mực thì đen ạ. Có lý. Tức là bây giờ con không có chọn anh nữa chứ gì đó. Dạ đúng rồi. Con trước đó thật ra là trước đây một tuần là con đã hủy hôn với lại ảnh rồi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Chư Phật chứng minh cho con là cổ hủy hôn không phải vì con nha. Anh ta thấy là anh ta biết là anh ta đánh thật chết. Là con tự hiểu. Con tự hiểu hôn nha. Dạ. Tại chúng chứng minh. Dạ đúng rồi. Dạ thật ra thì con cũng biết được là khi mà mình làm điều gì đó thì mình phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, nên con cũng sẽ không vì một lời nói của một người nào đó để sau này mình có dạng như là kiểu như là mình đổ thừa cho cái người đó, nên con sẽ tự chịu trách nhiệm bằng tất cả những cái hành động mà con đã làm. Ok. Dạ. Xà thú tốt lắm. Xà thú con còn cái câu nãy ông ta con nói mà thầy chưa có trả lời, đó là con nói là con tạo nghiệp trong kinh nói là nên tránh xa kẻ xấu, vì kẻ xấu là người không có tin nhân quả, và mà con đang gặp cái người xấu, người không có tin nhân quả. Bây giờ làm sao để mà mình trả cái nghiệp, trả quả của mình? Mà con hỏi với thầy là con tạo nghiệp cái nghiệp gì đúng không, mà gặp cái người không tin nhân quả đúng không con? Dạ vâng ạ, con chưa hiểu cái vấn đề đó. Thì con tạo nghiệp gì thì đâu có biết, vì con không biết sao thầy biết. Nhưng mà bây giờ trong kinh nói là hãy tránh xa người xấu, thì con đang tránh xa người xấu là con đang làm theo nghiệp, cái lời của Phật dạy chưa làm rồi. Dạ. Là cái bước thứ nhất là con tránh xa được người xấu rồi. Tổ Bước thứ hai là con đừng có để người khác lánh xa mình. Hiểu ý thầy không? Dạ con hiểu. Là, tức là mình thấy họ xấu mình lánh xa, nhưng đừng có để người khác thấy mình xấu họ lánh xa giống như mình lánh xa họ. Và cái bước thứ ba là sao? Là chọn tin nhân quả hay là ở một mình. Bởi vì rồi thế gian này á, là cuối cùng mà không có ai mà tin nhân quả nhưng như mình mong muốn đâu, cho nên cuối cùng rồi mà mình bỏ họ mình đi hết rồi. Thì con đó, cái đó cái điều con cũng cái đó là cái điều con cũng vướng mắc á, tại vì là ở ngoài đời thì cái duyên Phật pháp của mỗi người á, thì nó sẽ khác nhau á. Đôi lúc thì mọi người không thể có cái duyên Phật pháp đó, thì làm sao mình có thể nhận diện ra được là cái người cùng trên con đường thiện với mình. Tốt. Thì nghe đây, cái chỗ này á là mình cứ sống tốt nhất có thể theo cái nhân quả mình thấy. Tức là sau đó mình không có chọn đời mà để đời chọn mình. Mình không có chọn được nhân quả. Đến một lúc nào đó, một vị thầy rất thương đệ tử, nhưng biết đệ tử còn cái nhân duyên ái dân với cô phụ nữ đó, cứ để vị thầy đó ra. Đó là trải nghiệm nhất định của họ, chứ không phải nhân quả mà mình có thể đánh đổi được, mà bằng cái lựa chọn của mình, bằng hàm phu kiếp này đâu. Ngay cả Phật cũng phải trả. Thì chúng ta sống tốt nhất với cái nhân quả, hiểu biết hiện tại của mình, rồi mình để đời chọn mình. Ở với ai đó là nhân duyên nhiều, đời kiếp tới chọn với mình. Nhưng mà chắc chắn mình không tạo thêm quả nữa. Còn cái chuyện mà ai đó tới với mình, họ tạo như thế nào đó là chuyện của họ. Mình phản ứng là nghiệp của mình, mà họ phản ứng là nghiệp của họ. Cho nên nên sống tốt nhất ở hiện tại, thì tương lai sẽ tốt đẹp. Cái sức mạnh để tạo ra cái tương lai đẹp đó, nó nằm ở trong cái hiện tại. Ta có tạo ra một cái tương lai tốt đẹp hay không á, là do ta có đang sống tốt đẹp với hiện tại hay không. Ta có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp bằng cách tạo ra một hiện tại tốt đẹp. Con nha. Rồi, A Di Đà Phật. Gần 9:30 rồi. A Di Đà Phật.